Đời giáo viên, đời giáo viên gian truân lắm ai ơi, không nhẹ nhàng như người ngoài thường nói. Khi làm nghề là tự mình chống chọi với biết bao vất vả và gian nan. Nghề giáo viên đâu chỉ lo giáo án mà biết bao thứ việc chẳng có tên. Mỗi một ngày khi mặt trời mọc lên là đến trường lao ngay vào công việc, cố hết mình với trọn vẹn chữ tâm, rồi hàng ngày cứ lặng lẽ âm thầm nghiên cứu thêm những điều hay dạy trẻ. Chỉ mong sao có nhiều thứ mới mẻ để học sinh được vui vẻ đến trường, với trái tim luôn đầy ắp tình thương dành cho trẻ những điều tuyệt vời nhất. Có nhiều khi công việc cứ chồng chất, ngày không xong lại thức suốt cả đêm mà chẳng cần phải được nhận gì thêm, lương thưởng hay là quà gì hết. Ấy thế nhưng thời bây giờ ngộ lắm, có nhiều khi chẳng biết phải làm sao. Dù công việc có khó khăn thế nào cũng một lòng yêu thương trẻ hết mực, mà phụ huynh có nhiều người chỉ trực, có điều gì là dọc tóc phốt ngay. Trong khi ấy ngày rồi lại qua ngày, chẳng làm gì trái lương tâm đạo lý. Phụ huynh ơi, giáo viên không mong gì, chỉ mong rằng từ trong từng suy nghĩ đến hành động lời nói của quý vị, xin thấu hiểu đồng hành cùng giáo viên.